Chào các bạn, em xin giới thiệu thêm với các bạn một loại cốc sạc của Tronmat, công suất là 42W, 3 cổng, trong đó có một cổng hỗ trợ WiChat 3.0 luôn, hỗ trợ sạc nhanh 3.0, chỉ một cổng thôi ha, còn hai cổng là sạc tường, sạc nhanh mà sạc tường thôi, chứ không phải là WiChat, WiChat chỉ hỗ trợ một cổng thôi ha. Thì những cái hai cái cổng thường thì chúng ta có hỗ trợ công nghệ VoNIQ là dòng hỗ trợ sạc tường nhanh á. Còn WiChat 3.0 thì có một cổng. Cái WiChat 3.0 này nó giúp cho những cái điện thoại mà có áp dụng công nghệ WiChat 3.0 tương ứng với nó đó thì nó giúp cho việc sạc nhanh đầy cho thiết bị thiết bị thích ứng với công nghệ 3.0 á, nhanh hơn gấp 4 lần so với dùng cái cốc sạc thông thường. Và việc sử dụng cốc sạc Tronmat 3.0 cho những thiết bị tương ứng công nghệ 3.0 thì nó sẽ giúp sạc đầy cho thiết bị đến 80% trong vòng 35 phút. Thì cái sản phẩm này mất tiêu tem dán chỗ nào nha. Đây. Đây là những sản phẩm chính hãng có tem tiếng Việt. Thì như mình nói thì chính hãng nó sẽ được khui siêu, không còn nguyên tai nguyên kiện nữa, khui siêu để dán tem bảo hành. Thì mình sẽ đi vào sản phẩm chính đây, để mình có chuẩn bị thêm một sản phẩm thật ha. Sản phẩm thật chỉ gồm có một cái cốc sạc gì thôi ha, chứ không có tặng kèm cáp. Các bạn nhớ nha, cái WiChat 3.0 42W 3 cổng này không có hỗ trợ cáp. Đây là một cuốn sách nói về công nghệ VoNIQ sạc nhanh cho những thiết bị chưa hỗ trợ công nghệ 3.0. Một cái hướng dẫn sử dụng nè ha. Và một cái nói về Tronmat này chỉ vài trang thôi. Thôi mình đi vào sản phẩm thực tế cho nó nhanh ha. Ây da, lấy cũng khó vậy ta. Chặt dữ ha. Bóp quá. Đây sản phẩm thực tế khá là nhỏ gọn ha. 3 cổng. Trong đó cổng hỗ trợ WiChat 3.0 chính là cổng có cái màu xanh, và hai cổng sạc thường VoNIQ nha, chứ không phải là sạc thường là sạc chậm nha các bạn. Nó vẫn sạc nhanh, nhưng mà sạc nhanh này nó cho ra cái công suất 2.4A. hai cổng này là 2.4A, cổng này cho ra công suất tới 3A rất là nhanh, các bạn biết rồi. Mà thêm cái công nghệ WiChat 3.0 như mình nói nãy, những thiết bị điện thoại hay những thiết bị khác có hỗ trợ WiChat 3.0 khi sử dụng tương ứng cái cốc 3.0 này, nó sẽ giúp sạc đầy 80% trong vòng 35 phút ha. Còn đây mặt sau, đây là model W3BTA, dải điện áp rộng, Tronmat hay sử dụng dải điện áp rộng từ 100 đến 240V, nghĩa là chúng ta dễ dàng mang đi nước ngoài, những nước mà châu Âu hoặc là Nhật thì ta xài 110, thì cái dải điện áp này từ 100V luôn đến 240 thì nó thích hợp với mọi nguồn điện trên thế giới, bạn không có lo ha. Chỉ lo là bên cái nước sở tại sử dụng là cái phích dẹp hay tròn thôi. Đây phích tròn, thì nếu phích tròn thì chúng ta phải mua phích rời dẹp thì nó rẻ tiền thôi ha. Chúng ta mua để mang du lịch đi nước ngoài, chúng ta cầm theo phích dẹp đó, cắm nối vào phích dẹp và lấy phích dẹp cắm vào ổ điện của nước sở tại để chúng ta xài. Thì đó là cái điểm mạnh của dải điện áp rộng ha, là cái cốc sạc này thích hợp với mọi nơi, mọi nguồn điện trên thế giới. Đây có chứng chỉ VoNIQ là sạc nhanh, là hai cổng này là hai cổng màu đen á, là sạc nhanh cho những thiết bị chưa hỗ trợ công nghệ sạc nhanh QC. Sản phẩm này được chứng nhận, đạt chứng nhận là CCC nè, FCC nè, ROSH. Chứng nhận đó là để bảo đảm là cái này nó ngăn quá dòng, quá tải, quá sạc ha. Đây là như xài thiết bị này, xài cốc sạc này rất an toàn cho thiết bị chúng ta ha. Rất là nhỏ gọn và ba cổng luôn, ba cổng thì rất tiện dụng cho chúng ta, những người đi công tác như mình đó, như F đi thì hai cái điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng tùm lum này sạc hết luôn tất cả một lần ha. Thì bây giờ mình vào mình test sản phẩm thực tế. Ở đây nó có một cái mất tiêu rồi, cái lỗ nhỏ có đèn led ha, để định vị khi mà
để tìm nó đó, để khi mà chúng ta ngủ chúng ta tắt đèn chúng ta biết nó đang nằm đâu ha. Mà để mình khi cắm vào đây mình cắm vào trước, cắm gần gần đi. À, đây chưa chưa mở đèn, chưa mở điện luôn nha, mình mở điện vô cắm nha. Rồi cái này chưa lên điện, nó lên điện số đèn led nha. Ơ chết già, sorry. Chưa cắm điện vô cắm mà đổi lên điện. Rồi đó, các bạn thấy mình lên điện này, đèn led này, ổ cắm cũng ngon rồi đó. Khi mà cắm điện thì nó sẽ đèn led sẽ sáng các bạn ha, mình tắt này nó sẽ nó vẫn còn sáng bình thường nha các bạn. Cái này cũng hay, cái là khi mình cắm điện rồi nó có tích hợp điện một thời gian á, nó mới nó tự tắt, còn bình thường chúng ta cắm điện rồi nó có điện rồi nó sáng, đèn cũng đẹp lắm, đèn màu xanh xanh lá chuối tông xuyệt tông với cái quýt chạch 3.0 màu cổng này ha. Rồi mình cắm lại, mở điện lên. Đây thì mình có chuẩn bị sẵn ha, đây là cái MacBook của mình, để mình vuốt lên cho các bạn thấy là mình chưa có sạc pin ha. Đây 54%, à 54% chưa sạc nha, thì nó rời đây, đây mình chưa có cắm sạc. Bây giờ trước mắt á mình sẽ cắm cái thằng MacBook này vào ha. MacBook thì sạc nhanh đi, MacBook thì cắm như đây đó, các bạn thấy không, đã đó nha. Đây màu cổng đã sạc rồi đây ha, đây đây biểu tượng đã sạc rồi ha. Còn đây đây là hai hai em cùi bắp, một cái là cổng micro USB là cái Nokia cùi chuối ha, cắm vào đó, Nokia cùi chuối hiện lên rồi ha. Còn cái là iPhone 6 LED cắm vô luôn. Xin lỗi các bạn nha, mình có con tai nên nó hơi bất tiện, mình để mất mình đầu tư cái cây cầm điện thoại đó. Nó thì bây giờ đã sạc cho thằng iPhone 6, cũng sạc cho ông nội Nokia cùi chuối rồi ha, và cũng sạc cho cái MacBook của mình. Đây đây chính là ba sản phẩm mà sử dụng cái cốc sạc của Tronmat 42W. Thì cái này như mình nói tiện là nó có hỗ trợ quýt chạch 3.0, tuy là những sản phẩm mình test đây không có hỗ trợ quýt chạch 3.0 nhưng mà nó có cái công nghệ Voltaic Quy, thì nó giúp cho sạc tường, nghĩa là sạc tường là nó tự biến thêm dòng điện để cho ra công suất cao nhất khi mà các thiết bị kết nối với nó, thì nó sẽ tìm ra cái dòng điện giúp cho cái công suất là cao nhất để cho sạc nhanh nhất những thiết bị chưa có hỗ trợ công nghệ quýt chạch 3.0 như là Samsung, LG thì có 3.0 thì xài nó nhanh lắm. Còn cái thằng này, cái ông này chưa có hỗ trợ 3.0 thì nó cũng giúp cho sạc nhanh hơn cái thiết bị bình thường nếu chúng ta dùng cốc bình thường. Sẵn đây thì mình xin giới thiệu thêm các bạn, thì đây là cái cọng cũng cáp cũng của Tronmat ha. À, cáp Tronmat à, rất là dày dây dù, và nó là cái cọng cáp đa năng ha, mã hàng là gì quên cha này, LEC 10 ha. Cái cọng cáp này thì nó dài như là 1,2 m á, dây dù rất là chắc chắn, và nó đặc điểm là nó có ba cổng. Mình không biết sao để cầm cho nên giới thiệu ba cổng đây ha. Đây mình sẽ tháo ra, nó là jack đa năng ha. Đây là cổng micro USB, đây là cổng Lightning, ở bên cổng tiếp C nãy mình sạc cho MacBook 2016 á là tiếp C, và đây là cổng Lightning. Nó thì chúng ta muốn dùng cổng Lightning á thì chúng ta nối vô cái cáp này ha. Rồi để mình rút cái này ra. Đây cái iPhone đây mình cắm cái Lightning vô thì nó sẽ cho các bạn thấy, nó sẽ sạc liền. Đây chưa sạc nha. Đó, cái hay của cái cọng cáp Tronmat này, khi chúng ta xài cốc Tronmat mình xài cái cáp Tronmat luôn thì nó đồng bộ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu hóa việc sạc nhanh của sản phẩm. Còn nếu chúng ta dùng cốc
cốc Tron Mát mà chúng ta không có dùng cáp Tron Mát hay là cáp được chứng nhận bên thứ ba đạt chứng chỉ MFI á, thì chúng ta nên dùng cáp Tron Mát với cái cáp chính hãng của điện thoại ha. Chứ chúng ta dùng cáp cốc xịn mà chúng ta dùng cái cáp Trung Quốc mà không rõ nguồn gốc hay gì đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của sạc, bị sạc nhanh ha. Đây, đây mình đang sạc, đang sạc đây ha. Đó. Đó, hay nhất nãy là chứng minh là sạc cho cáp này nó dùng cổng Lightning. Bây giờ hồi nãy thì dùng cái tiếp C rồi, bây giờ mình sẽ chơi trực tiếp. Chơi trực tiếp là cái cọng cáp micro USB của nó nè. Để mình cắm vô cái iPhone của chuối. Cái iPhone của chuối cũng xài micro USB ha. Thì mình cắm vô. Đó. Đây bạn thấy đang sạc ra rõ ràng ha. Đó thì cái sẵn đây quảng cáo cái cáp cái cốc Tron Mát, thì sẵn quảng cáo luôn cái cọng cáp Tron Mát. Thì đây là cái cọng cáp mà mình đánh giá là khá tiện dụng. Thì chúng ta đi đâu xa mà chúng ta có nhiều thiết bị, mà những thiết bị nó khác khác cổng á, giống như mình nói là như Samsung hay là MacBook gì tiếp C ha. Điện thoại Samsung thường thì cũng dùng cáp micro USB ha, hoặc iPhone chúng ta mang nhiều cái thiết bị nhưng mà nhiều cổng khác nhau, thì chúng ta có được cái cổng cáp Tron Mát này á, thì chúng ta tiện dụng ở chỗ là chỉ cần mang mình nó theo là có thể sạc được nhiều thiết bị, chứ không cần phải đem nhiều cái dây cáp theo, nó rây cho chúng ta chiếm chỗ chúng ta chết dài bị rớt, sorry nha. À, thì mình ra ngoài mình quay ra đỏ hơn. Đây, đây chính là cọng cáp đa năng Tron Mát mình nói ha. Dây dài như 1m2, dây dù. Nó giúp cho sạc nhanh ha, cái cáp này nó sạc rất là nhanh. Cho dù cáp đa năng nhưng mà nó như là rất chắc chắn. Đây cổng Lightning nè. Cổng micro USB nè. Cổng tiếp C. Đó thì mình đi công tác thì mình chỉ đem cọng này thôi, tại vì cọng này nó đủ sạc hết mấy cái thiết bị của mình này. Khi mà cần sạc MacBook và chơi cổng tiếp C, còn khi mà sạc cho cái Nokia của chuối thì dùng cổng này, còn Lightning thì điện iPhone thì mình dùng cổng này, một cổng thôi được rồi chứ không cần phải đem nhiều cổng nha. Rồi xin cảm ơn và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ các clip của mình. Clip mình là quay với tính chất là tư vấn thôi, cho nên nó cũng chưa chuyên sâu như là những người mà chuyên nghiệp. Thì hy vọng các bạn không phiền và sẽ tiếp tục ủng hộ, cũng như là nếu có quan tâm thì đăng ký kênh của mình để nhận thêm những cái chia sẻ về những cái sản phẩm mới trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn.